Xin được chào các bác. Chiều 29 Tết làm một loạt cây gấp rút để đón Tết nào các bác. Cây này vừa xong rồi, vừa xin phép kết thúc video với cây này rồi. Giờ sang cái cây này. Đấy, cây hôm gần đây nhất múc được này. Cả năm rẻ rặt tiết kiệm. Có mỗi thằng này nó làm bay nhẵn cả nhà cửa luôn, sạch tiền luôn. Đấy. Hết tiền thì còn cây các bạn. Hết tiền thì còn cây. Thì cây này tôi sẽ bấm lại cái bông cho nó gọn một tí. Tôi bỏ những cái cành mà người ta nuôi để cho nó khỏe cây thì tôi không cần thiết, tôi bỏ đi. À, tôi bỏ khẩu này đi. Tôi bỏ khẩu này đi. Đấy các bác. Đấy. Cây rất phê. Đấy, bây giờ tôi sẽ cắt gọn cái tử kia đi. Gọn cái tử này. Anh ơi. Anh. Chắc là phải đi chỗ nữa đấy. Cái đinh để kia chứ không chắc rồi. Cái đinh. Cái đinh. Cái đinh nhá.
Long giờ anh nhưng mà bếp không lại. Nói vô thì nói xong rồi. Đấy, chúng nói vô với. À. Có một cặp này chưa với. Đấy, cặp quá rồi. Hai nói tiểu. Vâng. Tiểu có. Đây là tiểu nọ, tiểu cùi. Đấy, thế đẹp quá thì thế này đâu. Đây. Đấy nhá. Chưa, chưa. Rồi máy xong luôn. Chưa, máy đi cùi luôn. Đấy, các bác,
các bác. Cây này thì vừa làm xong chẳng quay lại nữa, thì quay lại cái kết quả này các bác. Đấy, làm gọn gàng tí chơi Tết cho nó vui các bác. Mọi thứ là trong năm mới là muốn nó có một cái diện mạo nó mới, hoặc là ít ra nó gọn gàng sạch sẽ các bác. Gọn gàng sạch sẽ. Đấy, gọn gàng sạch sẽ. Và nhìn thấy là nó cũng rất là ok. Tất nhiên là nó chỉ vui mắt, không được ngon như con này. Tiếp đến là con này. Đấy, nhưng mà đây nó cũng là một cái đôi mà cùng thời điểm tôi lấy cái cây này về trong cái năm vừa 2019 vừa rồi. Nó là một trong ba cây to mà tôi đưa về quê đây để chơi đây. Đấy các bác ạ. Thì cây này nó chỉ dáng làng bình thường vui vui thôi. Chân bệ ổn, sau bóng lăn dáng thì cứ thế này thôi. Cứ thế này thôi. Cứ thế này thôi. Thì nó hiền hiền vậy thôi. Hiền hiền như vậy. Hiền hiền như vậy các bạn. Thế còn cây này thì nó hơi hướng quốc tế một chút, hơi hướng quốc tế. Hơi hướng quốc tế. Nó giá trị hơn. Đây, còn cây này thì đậm phong cách Việt Nam và bonsai. Bonsai Việt Nam. Bonsai Việt Nam, một cây dáng có thể tùy các bác gọi. Có thể các bác cơ bản là nó là một cây dáng siêu. Nó là một cây dáng siêu. Nhưng mà đối với điển tích thì nó có thể gọi nó là cây lão mai sinh quý tử. Có con đàn chó đống, đây một tử này, con cả này. Đây một tử cõng, hai tử tiếp theo cõng trên lưng này. Con đàn chó đống sung xuê này. Mà lão rất là khỏe. Lão rất là khỏe. Đấy, rất mặc dù già còng lưng nhưng mà này. Giá rằm rất lùn, rất lực sĩ, nhìn các bác nhìn. Già này. Chân bệ này. Miễn chê. Chân bệ. Cái cây này nó quý ở cái chỗ như này này, như lần trước tôi nói với các bác là gì? Là cái phần bệ các bác nhé. Cái phần thân là nó gần như là cùng một tuổi các bác. Các bác nhìn thấy nó. Các bác nhìn thấy nó đây này. Phần thân vân bệ rõ ràng, mình nhìn thấy phần bệ đây nhá. Phần thân đây nhá. Là phân tách rất rõ ràng, nhưng mà cái nước da và cái hình thù nó cực kỳ là giống nhau và đặc biệt từ thân xuống bệ. Đấy. Đấy các bác nhìn. Nó rất là cổ lão, rất là cổ lão. Rất là cổ lão. Này. Và lên thì nó cực kỳ mướt. Tôi để lá để chơi Tết các bác, chứ không tôi cũng vặt rồi. Thì hẹn các bác là ra mùa xuân thì có thể là mùng 2, mùng 3 là tôi vặt cái cây này để các bác xem cho vui. Có tí Tết và các bác nhìn thấy nó rõ cái rằm của nó các bạn. Đấy. Chứ bây giờ thì quay thực tế nó rất là khó. Quay lại nó rất là khó. Còn tôi khẳng định cây này rất đẹp, rất giá trị. Đấy, các bác yên tâm là như vậy. Thành công cả năm vừa rồi tích cóp hoặc là được bao nhiêu là học cả vay mượn, giải quyết hậu quả này nọ là đắp hết cho cái cây này. Đấy, các bác. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Ngày hôm nay làm được 1, 2, 3, 4 cây. 4 cây. 4 cây nhé. Và đây cây chắc là 5. Cây gỗ chắc này. Cây gỗ chắc này làm thì sáng sớm. Làm thì sáng sớm. Đành không? Đành chưa các bác? Đấy. Đành chưa? Quay nốt lại cái cây làng kỹ này cho các bác xem thì. Xin chào các bác.